chào anh em, xin chào tất cả anh em ơi chiên ha. Hôm nay mình đi qua chỗ anh Hảo Cà Lâm ha, cái địa chỉ mới của anh á. Thì đây anh em đi từ dưới cầu vực Cam Lương ha, lên kia là cái ngã tư quốc lộ 1A với lại Phan Văn Hớn. Thì anh em quẹo trái qua bên hướng chạy về miền Tây ha, thì anh em sẽ gặp một cái bản chim cảnh anh Hảo như thế này đó. Địa chỉ này nè anh em ha. Thì anh em để xe ở đằng trước đây ha. Đó. Anh em đi ra sau. Đi ra đằng sau theo hướng này nha. Mình cũng mới qua lần đầu ha. Chỗ 95 Lê Hồng Thái thì mình qua lâu rồi, qua nhiều rồi. Hôm nay mình cũng mới qua thôi. Á, à, cha nội khứa nằm kèo phởn thấy ghét. Đó anh em. Đó, hôm nay ở ngày nào cũng coi clip anh Hảo hết, hôm nay mới qua tới chỗ mới của ông. Nghe ông tặng chim qua chứ không có tốt lành gì đâu. Đó, qua bào cho ông, ép ông chứ cho ông tới nái luôn chứ. Ừ. Tập đoàn chim cảnh của ông mà. Đâu chim tặng đâu? Qua xin con nè. Đây đúng không anh Hảo? Ồ. Chim tặng nè. Đó. Hành máy. Nói chứ mình cũng có đặt ảnh á anh em. Mình thấy hồng hành máy nó hót cũng hay ha. Mình mua một con ảnh tặng mình một con. Đây. Ảnh có để lại cho mình đi ha. Mình gọi điện thoại thôi anh em. Gọi điện thoại mình dặn ảnh thì ảnh để cho mình thôi. Đó. Đó. Anh bắt cho mình một con sống và một con máy ha. Đó. Anh em thì anh em nào muốn dặn chim ảnh thì cứ dặn thôi, mình dặn trước rồi mình qua mình lấy, để mình qua mất công lại hết chim anh em ha. Mình dặn ảnh chọn con đẹp thì ảnh chọn cho. Ôi, nói chung mình cũng ngồi né ra để nhảy thu chim. Ồ, hát lửa này anh về nhiều lắm anh em. Rồi cảm ơn anh em ha, anh em thấy clip hay nhớ đăng ký kênh, like giúp em ha, qua ủng hộ chim cảnh anh Hảo nha.